Tin giáo xứ Búng Giáo xứ Bắc Hà, giáo xứ Mỹ Khánh hành hương năm thánh tại giáo xứ Búng Lúc 8 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2018, đoàn hành hương của giáo xứ Bắc Hà, hạt Củ Chi do cha Du Xe Phạm Văn Hòa hướng dẫn đã đến giáo xứ Búng hành hương năm thánh kính các thánh tử đạo Việt Nam. Mọi người cùng dâng lên Thiên Chúa lời hiệp nguyện sốt sắng cầu cho đất nước Thái Hòa, cuộc sống bình an, Hạt giống gieo vào lòng đất sẽ thối đi và trụ sinh nhiều bông hạt. Cuối lễ, đoàn hành hương đón nhận ơn toàn xá và ra về với lòng tri ân các bậc tiền nhân hy sinh máu đào cuộc sống mà mỗi người chỉ có một quý giá đã sản sinh người tín hữu để có một mùa bội thu hôm nay. Đến 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2018, đoàn hành hương của giáo sứ Mỹ Khánh do cha phêrô Trần Huy Vũ làm trưởng đoàn cũng đã đến giáo sứ Búng hành hương năm thánh kính các thánh tử đạo Việt Nam. Nhìn trời xanh mây trắng, tượng đài thánh Phêrô đoàn công quý trẻ mãi theo thời gian, gông cùm xiềng xích, ngục tù máu chảy đầu rơi và những hình khổ mà các ngài phải chịu, bởi tâm hồn các ngài đã được Chúa Thánh Thần thêm sức để cam lòng chịu mọi đau khổ đến chết. Nay trên chốn cao xanh, xin thánh nhân nâng đỡ cho người lành sống đẹp lòng Chúa và nhất là cho lương dân nhận biết Chúa để cánh đồng truyền giáo ngày càng rộng lan, mọi người sống với Chúa và viết lên trang vở bằng chứng nhân cuộc đời mình. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí sốt sắng, nơi ngôi thánh đường cổ kính. Mọi người cảm nhận tình yêu Chúa bao phủ từng người, từng ngày trong đời sống, với một quyết tâm làm mới lại con người của mình, sau bao lần thờ ơ lỗi nghịch với Chúa và xúc phạm đến anh em. Đến với các thánh tử đạo Việt Nam, sự đau khổ của mỗi người như được đơm hoa kết trái bởi chính những lúc khó khăn bản thân mới có dịp nhìn lại cuộc đời nhìn lại những gì đã ngăn trở con người đến với lòng chúa thương xót ơn toàn xá đã đem mọi người đến với chúa qua hồng ân tuyệt vời hôm nay